Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong những giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018, một trong những giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng chuyền Việt Nam. Buổi tập trung chiều ngày 30 tháng 7 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được hướng dẫn bởi hai trợ lý huấn luyện viên trưởng. Ở phần đầu của buổi tập, các tuyển thủ nữ thực hiện những bài phối hợp chiến thuật, rèn luyện các mảng miếng phối hợp. Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chú trọng tập thể lực. Cường độ của buổi tập này cũng không quá nặng nhằm tránh gây ra những chấn thương đáng tiếc. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều đạt được trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất trước ngày tranh tài. Việc phân tán lực lượng thì nó cũng làm cho cái quá trình chuẩn bị nó hơi khó khăn một chút. Nhưng mà sau khi tập trung thì mọi người cũng cố gắng chuẩn bị để phối hợp để gắn kết với nhau. Theo kế hoạch thì vào sáng ngày 31 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội Ngân hàng Công Thương. Toàn đội sẽ lên đường đi Hà Tĩnh tham dự giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup ống nhựa Hoa Sen 2018 vào ngày 1 tháng 8.